Vâng, cửa hàng ô tô Quốc Rất Rẻ Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị quý anh chị bạn nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể quý vị một cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc các bác nhé. Con này đặc biệt là một chiếc xe bản full, trang bị cửa lock đầy đủ các bác nhé. Đời 2011 với động cơ máy 1.0. Đấy, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng biển Hải Phòng. Với giá tiền thì lanh quanh hơn 200 triệu đồng tiền học các bác nhé. Hơn 200 tiểu học đấy. Các bác đã có thể sở hữu ngay một cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, một chiếc xe bản full. Vâng ạ, một chiếc xe bản full các bác nhé. Đấy, thì xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe này. Xe thì là một chiếc xe mộc hoàn toàn, chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng, chưa có sửa sang gì cả. Đây các bác thể xem nhé. Đây, xe thì nói chung nếu mà nó tỉa tốt rồi thì những cái phần cản này thì chắc chắn nó sẽ sơn lại rồi. Đây các bác xem này. Đây, đây phần cản là có va chạm, nói chung là không tránh được cái vấn đề đó các bác nhé, không tránh được đây. Cái vấn đề đấy thì là bên em sẽ khắc phục cho các bác. Các bác đến xem xe trực tiếp đi. Một chiếc xe mộc hoàn toàn luôn, chưa có làm gì cả. Đấy, chưa hề lọ dọn dẹp, chưa hề làm gì hết. Đấy, sơn xi nó cũng là đang có dấu hiệu của bong chóc cũng như là bị nổ. Đấy thì cái vấn đề đấy thì bên em sẽ hỗ trợ làm đẹp cho các bác. Con này thì được trang bị cái màu sơn là màu kem bơ. Màu kem bơ các bác nhé, màu kem bơ. Đời 2011 nhé. Đó. Con này thì là một chiếc xe bản full có trang bị hệ thống 4 phanh đĩa. Đấy, 4 thắng đĩa các bác nhé. Có cảm biến, có hệ thống cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ hết. Hệ thống đề nổ cũng điều hòa auto, rồi là hệ thống vô lăng tích hợp. Đấy. Với giá thành thì tầm lanh quanh hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy, các bác có thể đến xem xe trực tiếp để đàm phán về giá cả nhé. Đấy. Xe cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn nặng và không ngập nước. Đấy, còn là va chạm thì không tránh được các bác. Đây là phần nội thất của xe. Đây các bác nhé. Đấy. Nội thất con này thì trang bị nội thất ghế da bọc với tông màu cam các bác ạ. Đấy, trần này các bác này, có hệ thống cửa sổ trời này. Hệ thống cửa sổ trời các bác nhé. Đấy. Đây. Vô lăng có trang bị các phím bấm này, nghe gọi Bluetooth này. Đấy, từ khí an toàn này. Hệ thống điều hòa tu nhé, màn hình xịn sò. Đấy, hệ thống đèn lồng rất tốt, đầy đủ hết các bác nhé. Con này là một chiếc xe tư nhân gia đình đi. Đấy, không có dịch vụ taxi gì cả. Đó, rất là ok luôn. Đấy các bác nhé, xe đi được là 15 vạn 4.000 cây. Đấy, gia đình chuẩn luôn, không có con đục, không có đổi màu gì hết. Nội thất của nó thì nói chung là cũng rất là ok. Đấy, các bác nhìn phần tắp ly tắp lô của nó này. Đấy, cột kéo thích xe của nó là nguyên bản. Đây, phần tắp ly nhé các bác nhé. Đấy, bấm vào cửa điện. Cột kéo của nó cũng thế. Tất cả cột kéo đi bấm nhà máy đều là zin. Các bác có thể xem được. Ở đây là phần hệ thống nội thất đằng sau. Đấy, bộ ghế của nó thì còn rất đều màu luôn. Đấy, phần tắp ly xe là một chiếc xe mộc hoàn toàn, chưa có làm gì hết các bạn, kể cả nội thất em cũng chưa có dọn. Đấy, một chiếc xe mộc hoàn toàn luôn, chưa có gọi như tút tát một cái vấn đề gì cả. Đấy, lốp dép mới cả dàn nhé các bác nhé, lốp dép mới cả dàn, dàn lốp này. Đây nhé, bản full nó có trang bị 4 thắng đĩa các bác nhé. Đấy, 4 thanh đĩa này. Đó, cảm biến chống va chạm đằng sau đầy đủ, cam lùi đầy đủ hết cho các bác rồi, về sẵn đi rồi. Đây phần gầm bệ của nó đây. Đây gầm bệ này đây các bác này. Đây gầm bệ đây. Đó. Đây. Đấy, keo chỉ lắp cốp mình là zin các bác nhé. Hệ thống keo chỉ lắp cốp là zin. Đây là phần tắp ly bên ghế phụ đằng sau. Đấy, keo chỉ là zin. Đấy, đây bác xem phần tắp ly của nó là không có dấu hiệu quang độc nhé. Xe quang tặng xe các bác luôn. Xe gia đình em sẽ báo gia đình, và xe dịch vụ thì em sẽ báo luôn là xe dịch vụ. Đấy. Đấy. Đây, con này thì nó có bị va bên có bị va bên cánh đây này các bác nhé, có bị va bên cánh bên phụ này, đấy chỉ mất chỉ cánh phụ nhé, đấy chưa chạy lại chỉ luôn,
mất chỉ cánh phụ. Chúng ta sẽ kiểm tra phần cột cho em. Đây phần cột đây các bác nhé. Đấy, cột kèo của nó là zin này. Đây các bác nhé. Đấy, hàn chập của nó đây còn nguyên bản nhé. Đấy. Cột kèo nguyên bản, ok. Đấy, mất chỉ cánh lạc, mất chỉ cánh phụ. Mất chỉ phụ đằng trước các bác. Xe chưa có nút tác, chưa làm gì cả. Một chiếc xe mộc hoàn toàn luôn. Đấy, đấy. Mộc hoàn toàn các bác nhé. Đăng kiểm đến tháng 4 2025. Hệ thống đèn đó cũng thế, cứ chưa có đánh bóng gì hết. Đèn chưa đánh bóng gì cả. Đèn là đèn zin nguyên bản theo xe đấy. Điều hòa mát liệm tim các bác nhé. Máy eco nhé, hệ thống máy eco cực kỳ tiết kiệm nhé. Con này tầm khoảng 100 cây, chưa 5 lít 100 cây đâu các bác. Đấy, điều hòa tự động này. Màn hình âm thanh đầy đủ hết. Đấy, xe các bác về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Cần làm gì bên em sẽ tốt tát cho các bác hết. Đây phần máy thôi nhé. Đây phần máy của nó thì con này được trang bị động cơ 1.0, nó sẽ máy nó hơi hơn 1 phút. Đấy, 3 máy nó sẽ 1 phút các bác. Cho chỉ là combo vẫn là zin. Em lắc nhiều máy đi không? Đây, cái máy này cũng chưa lau chùi, chưa dọn dẹp, chưa rửa giấy gì cả. Bác xem. Máy 1.0, máy eco, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nha bác nhé. Để bác nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe Kia Morning đời 2011 nhập khẩu bản full này thì alo ngay xem qua hai số điện thoại là 0866010016 nhé. Và 0906 034 285 để tư vấn cụ thể các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau ạ.